tử vi tuổi nhâm thân 1992 nửa mệnh năm 2024 thì như thế nào vận hạn hung họa hóa giải ra làm sao thì theo dõi hết video này ha năm nhấp thìn nửa nhâm thân gặp sao la hầu chiếu mệnh đây là hung tinh, chủ về thị phi hao tổn tiền của vào năm này các bạn làm gì cũng nên thận trọng đề cao cái sự an toàn của bản thân trong công việc thì không nên chủ quan hiếu thắng nếu không sẽ dễ mắc phải những cái sai lầm trong các mối quan hệ thì cũng cần chỉ hòa vi quý để tránh mâu thuẫn thị phi không đáng có năm 2024 tuổi nhâm thân nữ mệnh gặp hạn diêm vương chủ về tái tiến ảnh hưởng tinh thần vận hạn này nhắc nhở mệnh chủ nên giữ lời ăn tiếng nói không nên tham gia vào những chuyện của người khác kẻo vướng phải thị phi đối với sự gièm pha thì tĩnh tâm nhẹ nhàng cho qua chớ nên để bụng chuyện không vui trong lòng vận niên năm này có tên là xà hãm tỉnh mang ý nghĩa là rắn té giếng và rơi xuống đáy vận niên này nhắc nhở mệnh chủ làm việc gì cũng cần có cái kế hoạch và sự chuẩn bị từ trước không nên hấp tấp khi đưa ra quyết định suy nghĩ nóng vội làm việc tùy hứng thì dễ mắc phải sai lầm trong lúc khó khăn phải giữ bình tĩnh thì sẽ sáng suốt giải quyết được mọi việc để hóa giải sao hẹn cầu bình an năm 2024 nữ mạng tuổi nhâm thân nên hành thiện tích đức làm nhiều việc tốt tu tâm dưỡng tính sửa đổi và cải thiện bản thân giúp đỡ người khó khăn như vậy sẽ tích được nhiều phước báo và làm chủ được số phận Bên cạnh đó, người xưa thường làm lễ dân sao giải hạn để mà cầu bình an, giảm tai ương vận hạn. Đây cũng là cái nghi thức nhân gian nhằm giúp tín chủ cái tinh thần thoải mái hơn trong năm mới. Ngoài ra bạn cũng có thể thỉnh một túi đỏ giải tai ách, bỏ vào một ít tóc và cất vào trong tủ đồ của mình.